Đã xong món thịt chua ngọt nha anh em. Mời tất cả anh em vào bếp cùng tôi nhé. Chi tiết anh em sẽ vào xem nhé. Món này uống bia ăn cơm được, tùy theo mình cho gia vị như thế nào nhé. Đây món thịt nậm rang chua ngọt. Thơm phức anh em. Kết thúc video ở đây anh em. Chào tất cả mọi người nhé. Này mình vào chế biến mấy hai cục thịt nạc này nhé, cho vào luộc và sẽ vứt ít hành và ít gừng lên cho nó thơm nhé, xong sẽ xé nhỏ ra rang chua ngọt. Đây nhé, mình đã cho gừng vào đây nhé, mình luộc cái thịt này lên nhé, đây mình đổ thêm ít rượu ấy cho thịt nó thơm. Bắn to lên cho nó nhanh sôi. Đây nha anh em, mình chuẩn bị gia vị cho cái món thịt rang chua ngọt này nhé. Gừng này, xả này, tỏi này, hành này, hai quả chanh này, hạt tiêu này, chin su kia với ớt bột nhưng mình không cho nhé, sợ cay quá. Nước mắm này và đường, bột ngọt. Đây nha, thịt còn sắp ok rồi đấy, mình cho mấy củ nghệ vào đây nữa, hơi vàng vàng thịt này. Đun khoảng độ mấy phút nữa thì bỏ ra cho nguội nguội xé thịt nhé. Đây nhé anh em, thịt luộc đã xong nhé anh em. Và đây là gia vị này, 3 quả chanh này, 6 thìa đường, 2 thìa nước mắm, một tí bột ngọt đấy, và hạt tiêu nhé, hạt tiêu với lại tương ớt. Đây chờ nó nguội nguội một tí nữa thì xé ra rang vàng. Đây anh em ạ, mình chí xé nó to to này nhé, ăn nó đã. Bây giờ bắt đầu bật bếp lên cho nó xe xe đi, xong rồi cho dầu nhé. Nhưng mà hay ăn thì nằm vào bếp nha anh em ạ. Đúng là phải đi hái ít lá chanh nhé anh em ạ, nhưng mà giờ tối lửa lên vườn ấy, bỏ qua nó đi, xong bắt đầu cho dầu vào rán nhé. Chua ngọt. Bây giờ mình đã cho dầu rán đây nhé, cho một cái lượng vừa vừa thôi, bỏ đều nhé, này nó vàng vàng đều đều là được. Bắt đầu vàng dần đấy nha, lúc này ta phải đảo đều một lúc liên tục, vàng đều nha nha. Tí nữa thì dầu mình sẽ chắp vào cái bát này. Thơm phức rồi nha, chảo này nó cũng hơi bé nha, có thể là nó không sẽ không được vàng đều hết rồi nha. Chúng là làm ăn chơi chơi, không cần giòn lắm. Nói chung là mình rang chắc tầm độ 5 phút nữa đây nha. Giới thiệu tất cả anh em, món đây là món thịt rang chua ngọt nhé. Đầu tiên là mình luộc thịt xong xé nhỏ và cho rang cho nó vàng đây. Đây gia vị đây, gừng, tỏi, xả, hành, hạt tiêu, bột lê, bột ngọt, nước mắm, chanh, đường, khá ok đấy anh em ạ. Thơm quá, mình chuẩn bị chắc mỡ rồi nha anh em. Nói chung ra tầm này thôi, cá mực cuộn cụ cực dai luôn. Mình đã chắt mỡ rồi nha anh em, đảo qua một xíu nữa. Xong mình sẽ cho gia vị vào nhé, thơm quá anh em. Mình cho gia vị ở đây rồi, mình đang để nhỏ lửa nha anh em,
Ôi thật luôn. Cái này đúng rồi, bây giờ lười cái lên vườn cho tí lá chanh ở đây nữa. Tuyệt vời anh em ạ. Món thịt rang chua ngọt này thì uống bia rồi ăn cơm đấy nhá. Với điều kiện chúng ta cho vừa vừa đủ chua này, vừa đủ ngọt này, vừa đủ cay này. Gia vị đầy đủ nữa. Ok. Hành, tỏi, xả, hạt tiêu, ổn lên, bột ngọt, đường, tương ớt. Nói chung là gia vị mình để từ lúc đầu ấy nhá. Làm món này đơn giản nhưng mà ngon. Mình chuẩn bị kết thúc video đây nhé. Là mình đã tăng nhiệt để đảo cho nó khô nhé. Đúng lắm anh em. Chua ngọt. Thơm quá. Đã xong món thịt chua ngọt nha anh em. Mời tất cả anh em vào bếp cùng tôi nhé. Chi tiết anh em sẽ vào xem nhé. Món này uống bia ăn cơm được, tùy theo mình cho gia vị như thế nào nhé. Để món thịt thịt nậm rang chua ngọt thơm phức anh em. Kết thúc video ở đây nhé.